để bổ sung đa dạng dưỡng chất cho cơ thể. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X cung cấp 12 vitamin, 10 khoáng chất và dưỡng chất từ thực vật, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, chủ động sống khỏe mỗi ngày. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Nhưng mà bà mua cái gì mà cái gì cho nó lạ lạ, tự nhiên mà chị Hai ở dưới chị cũng ăn thịt gà, thịt vịt, không có thể là chị không ăn là vịt quay, gà quay, nhưng mà chị cũng gà luộc, thịt luộc, nó cũng mua thịt. Bây giờ thuốc bổ, tôi thấy thuốc bổ là tốt nhất. Thôi đi, trời ơi, ông biết bà kỹ tới cỡ nào cho sức khỏe của bà không? Kỹ ba sao? Cái đồ thuốc men đồ đó bà không có uống đâu, bà ăn uống bà kỹ lắm. Trời ơi, ông nhìn không, nó xin lỗi hả, ông còn thua bả luôn á. Bả mạnh khỏe dễ sợ chưa? Biết rồi, nhưng mà thôi, bà mua thuốc bổ cho bả đi chứ. Cái tự nhiên kỳ quá, cái nói thuốc bổ có, hoài có chị Lan qua kìa. Ai vậy? Rồi qua đây, trời qua đây. Ủa tao ơi, qua đây, ngồi đây. Bà nhờ tôi đi chợ giùm rồi bà nhà bà uống nước trà nhàn nhã vậy luôn hả? Trời ơi, đang gây lộn chứ uống thuốc trà gì? Không gì, vợ chồng tôi chị yên tâm đi. Luôn luôn có xung đột. Nhờ xếp có mấy bộ đồ thôi mà cằn nhằn từ nãy giờ nè, thấy chưa? Rồi xong chưa? Mới vừa xong. Không phải xếp đồ nhiều lắm chị, làm như là đi du lịch chứ cha nào hơn tháng mới về. Hả? Bởi vậy này, tôi mới ghen. Bởi vậy làm sao không lớn tiếng và không được, thấy chưa? Phải, cái đúng, mình bà biết ý là bà cười thôi chứ nó thiệt. Ai vô cái tay lỗ mất tôi vừa không nói. Bà Hương đó, đó. Bà Hương đúng, không bà đẹp nữa. Cho nên là ổng mới ghen. Trời ơi. Vậy mà phải hãnh diện chứ. Nè, hả? Hôm nay đi chợ đó, có cá ngon, tôi mua cho tôi xong sẵn tôi mua cho bà luôn nè. Cha đã quá vậy ta. Ừ, thôi cảm ơn nha, cảm ơn nha. Sao đây trong đây có cá nữa phải không? Vậy tôi cầm cá xuống trước được không? Ông cầm nguyên cái vỏ luôn. Trời ơi, sao mà mắc dễ sợ luôn ông nội ơi. Sao? Bưng hết nguyên vỏ xuống của mình. Già lớn tuổi rồi yếu, thành ra định cầm từng món. Đâu có, thấy chị đẹp quá định vòng lên cái dòm chuyện cái nữa đó. Nữa thôi bà mà rồi tôi xách hết cho. Chịu không nổi đó bà coi. Tối một ngày vậy đó. Rồi hả tôi lớn tiếng cái thì sợ lối số người ta nói à, bà đó bà hiếp chồng nó quá chừng luôn. Mà thấy tôi đã thuyền ghê, tôi đâu có hiếp ổng đâu. Ừ bà hiền quá. Ừ bà hiền. Mà nãy nói vụ ơn nghĩa, khỏi cần ơn nghĩa, trả tiền sòng phẳng là được. Trời ơi, thiếu bà cắt nào chưa? Chưa nha. Ê cái gói gì vậy ta? Không chơi. Ủa mắc gì không chơi? Bây giờ tùm lum tà la chứ không có uống được đâu. Thôi tưởng đâu cái gì ấy mua đem về. Tôi tính tôi biết cho chị Hai tôi mà bà này bà kỹ lắm. Bà ăn uống là bà kỹ, bà không cần thuốc men gì hết trơn á. Bởi vậy khó mua đồ cho bà lắm. Ai nói bà cái này là tùm lum tà la? Cái này là nó có nguồn gốc hoàn toàn từ thực vật. Nó tới 22 loại vừa rau củ mà vừa quả ở trong đó nữa. Từ thực vật hoàn toàn chứ gì đâu mà tầm bậy tầm bạ. Bà mới là tầm bậy tầm bạ đó. Trời đất ơi, bà suy nghĩ sao vậy? Rau củ mà tới mấy chục cái thứ ở trong đó làm sao rồi ăn cho nó hết. Tôi nói bà nghe, tôi đọc sơ sơ qua thành phần á, là trong này có cỏ linh lăng nè, có cải son nè, có cần tây rau mùi nè, rồi quả thì nó có bưởi, cam, chanh, quýt, nói chung là nhiều lắm. Bây giờ nhớ hết thì tôi không có nhớ nổi đâu, nhưng mà đại khái là hoàn toàn từ thực vật. Bây giờ xu hướng bây giờ là người người nhà nhà người ta hướng đến những cái thực phẩm từ thực vật. Cái này mới là tốt cho sức khỏe chứ bà nói làm sao quá bà Hương. Ta ăn thịt ăn cá không bổ hơn không? Tự nhiên ăn rau củ làm gì? Ủa, ăn thịt ăn cá nó bổ cái khác, còn rau củ quả thì ít ra nó bổ sung cho bà vitamin với khoáng chất. Bà ăn bà nhắm bà ăn đủ không? Đâu đủ đâu đúng không? Thì bởi vậy giờ bà mới uống bổ sung chứ nếu mà bà ăn đủ thì nói gì nữa. Mà cái này á, tôi nói bà nghe, bà uống vô á, là nó giúp bà tăng cường sức đề kháng nè, rồi nó giúp bà chống oxy hóa nữa. Bà cảm thấy tốt không? Tốt đúng không? Ừ. Bây giờ á, mình đang khỏe thì mình phải bổ sung để cho nó tăng cường cái sức khỏe của mình lên. Ủa chứ bà chờ bà bệnh rồi lúc đó bà bổ sung cái gì nữa? Ha. Vậy là tôi mua cho chị Hai tôi được phải không? Ừ. Hay quá. Khoan. Tôi ở dưới bếp á,
định mà dọn dẹp mà tự nhiên nghe chị nói cái gì mà trong đó là có thực vật gì đó đúng không? Đúng rồi. Trời ơi vậy hả? Vậy là tốt lắm á. À, bà khoan nha. À. Cái này là tôi nói cho anh chị nghe, cái này á là nó là hỗ trợ cho mình thôi. Đương nhiên á là mình ăn là mình phải ăn đầy đủ rau củ quả, chứ không phải là mình nghĩ cái này là mình uống cái là mình khỏi ăn nha. Mình phải vừa ăn vừa uống thì như vậy là nó mới hợp lý. À, nếu mà bổ sung này nọ là đầy đủ những cái vitamin này nọ cho cơ thể mình. Đúng rồi, mua thằng chị hai đi bà. Bổ sung vitamin và khoáng chất. À, vitamin và khoáng chất. Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ của bạn. Rất cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chương trình sẽ đề cập đến vấn đề về chế độ dinh dưỡng của mỗi người chúng ta. Và quý vị cũng biết là chúng ta nhận được lời khuyên hãy sử dụng nhiều tất cả những cái loại vitamin và khoáng chất sẽ tốt cho sự phát triển của cơ thể con người. Và chúng ta cũng có thể cung cấp các loại vitamin và khoáng chất qua các cái bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên thì trong cái quá trình chế biến có khả năng chúng ta đã làm giảm đi cái lượng vitamin khoáng chất cần thiết thông qua cái việc chế biến chưa đúng cách. Và ngoài ra thì vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng khiến cho nhiều người lo lắng. Vậy thì bổ sung vitamin và khoáng chất như thế nào cho đúng cách và phù hợp với sức khỏe của con người? Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe phần tư vấn từ phía tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Diễm Loan, kính chào vị khán giả của chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa bác sĩ, Diễm Loan vẫn được nghe mọi người nói là chúng ta nên bổ sung các loại rau củ quả vào trong bữa ăn hàng ngày. Lý do là vì sao vậy ạ? Thực tế ta biết rằng khi nói về chuyện dinh dưỡng á, của con người chúng ta đó, thì các nhà dinh dưỡng cũng khuyến cáo rằng là bữa ăn chúng ta phải phong phú, đa dạng và cân đối. Có nghĩa là trong bất kỳ bữa ăn nào chúng ta bao gồm là 4 nhóm thực phẩm, tức là nhóm chất bột đường, nhóm chất đạm, nhóm chất béo và cuối cùng đó là nhóm rau củ quả, tức là để nó cung cấp đầy đủ các chất cho cơ thể chúng ta. Tuy nhiên trong 4 nhóm này chúng ta thấy rằng một cái nhóm cuối cùng đó là nhóm rau củ quả đó thì nó khá là quan trọng. Mặc dù nó không tạo ra năng lượng đâu nhưng nó chứa ra rất nhiều những cái vitamin, khoáng chất và chất xơ. Đúng không? Và chính vì cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất xơ như vậy, nó sẽ cung cấp ta những cái chất cần thiết để giúp cho việc hỗ trợ chuyển hóa, tạo ra năng lượng cho cơ thể chúng ta và giúp cho cơ thể chúng ta phát triển một cách hài hòa và cân đối. Trong thực vật á, thì ngoài những chuyện cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ ra, người ta tìm được có khoảng 25.000 những cái chất đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cơ thể chúng ta. Ví dụ như là chất điều hòa miễn dịch nè, những chất ức chế của những cái sản phẩm oxy hóa này, những chất chống lại ung thư nè, những chất điều hòa sự phát triển của tế bào trong một giới hạn bình thường, rồi những chất làm cho sự phát triển cơ thể cân đối, rồi những chất nó điều hòa các nội tiết tố trong cơ thể vân vân. Và đó là chất khá là quan trọng, người ta nhận thấy rằng đóng vai trò quan trọng cơ thể chúng ta khi chúng ta sử dụng rau củ quả hay nó khác đi làm sao sử dụng những sản phẩm từ thực vật. Dạ, như vậy thì khi mà Loan nghe nói là có những cái loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật thì không biết là nó sẽ đem đến những cái tác dụng như thế nào đối với sức khỏe của con người thưa bác sĩ? Thực vật nó cung cấp những cái chất khá là quan trọng cơ thể chúng ta để nó điều hòa hoạt động của các tế bào, đó là vitamin, đó là khoáng chất, chất xơ và những cái chất điều hòa đặc biệt khác. Ví dụ cung cấp là vitamin C đi, thì chính vitamin C khi chúng ta sử dụng như vậy á thì nó vào cơ thể chúng ta đóng vai trò là gì ạ? Để nó tăng cái sức đề kháng miễn dịch, làm cơ thể chống lại nhiễm trùng và đồng thời chống oxy hóa. Rồi ví dụ như là những cái thực phẩm từ thực vật mà có chứa sắt chẳng hạn, ví dụ rau cải có màu xanh dương, xanh đậm, thì rất là khi vào cơ thể chúng ta sao ạ? Nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tạo ra nhiều hồng cầu và ngăn chặn hiện tượng thiếu máu cơ thể chúng ta. Rồi ví dụ là trong thực phẩm là thực vật lại có nhiều chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan lẫn chất xơ không hòa tan. Thứ nhất á, nó làm cho cái hệ tiêu hóa chúng ta hoạt động khá là trôi chảy và hiệu quả. Đúng không nào? Chúng ta hầu như không bị rối loạn tiêu hóa, không bị đau bụng, không bị tiêu chảy và như vậy cũng không bị táo bón và như vậy làm cho việc tiêu hóa trở nên rất dễ chịu. Một cái quan trọng thứ hai nữa là của chất xơ hòa tan là gì ạ? Là nó ức chế, nó giảm đi cái sự tạo thành những cái mảng xơ vữa mạch máu và nó điều hòa huyết áp cũng như đưa đến những cái hoạt động về tim mạch một cách tốt đẹp hơn. Song song với trình đó, ví dụ ta nhận thấy trong thực vật còn có những thực vật được cung cấp khá nhiều beta carotene, có nghĩa là tiền vitamin A, sẽ giúp cơ thể chúng ta gì ạ? Là tăng cái sự thị lực ở mắt nè, cải thiện làn da nè, tăng cái sức đề kháng về mặt miễn dịch, đặc biệt ở miễn dịch ở cái vùng hô hấp. Những cái người mà sử dụng cái khẩu phần ăn rau củ quả ở mỗi người mà sử dụng là trên 500 gram mỗi ngày thì sau một thời gian người ta nhận thấy những người này nè có sự cải thiện rất là tốt về mặt điều hòa trao đổi chất, hàm lượng cân nặng của họ giữ ở mức rất là tối ưu. Và BMI nó cũng rất là tốt từ 18 đến 23 và làm vậy nó ngăn chặn khả năng suy dưỡng cũng như ngăn chặn khả năng thừa cân và béo phì. Những sản phẩm thực vật nó chứa rất nhiều chất xơ và cũng như một số loại vitamin và khoáng chất có lợi cho tim mạch và như vậy nó làm giảm đi những cái mảng xơ vữa mạch máu, làm cho mạch máu của chúng ta nó trở nên mềm dẻo hơn và giúp nó điều hòa huyết áp.
nó không bị cao cũng không bị thấp, và nó hạn chế những cái bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là những bệnh lý về mạch vành. Ngoài ra người ta nhận thấy ở những người mà sử dụng sản phẩm thực vật mà nhiều thì những cái bệnh lý về chuyển hóa nó cũng sao, nó cũng được cải thiện rất là tốt. Ví dụ đặc điểm một trong bệnh lý đó là bệnh lý về đái tháo đường, đặc biệt là đái tháo đường type 2. Việc bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thực vật đủ 5 sắc màu từ 22 loại trái cây, rau củ, thảo mộc cũng rất có lợi với cơ thể. Dưỡng chất thực vật kết hợp với vitamin khoáng chất sẽ hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, khả năng chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe. Thật sự là Diễm Loan cảm thấy rất bất ngờ về những lợi ích mà thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật mang lại cho sức khỏe của con người. Và hiển nhiên là nghe tới đây thì rất nhiều quý vị sẽ có cái cảm giác giống như Diễm Loan hiện giờ, đó là mong muốn được biết cái cách để chúng ta có thể sử dụng những cái loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật sao cho phù hợp và đem lại những cái lợi ích tốt nhất cho sức khỏe như bác sĩ vừa chia sẻ. Là khi chúng ta sử dụng những cái thực phẩm có nguồn gốc thực vật thì những cái chất mà quý báu có được thực vật mà tôi vừa nêu là vitamin, là khoáng chất, là chất xơ, là chất đặc biệt đó, là khi nó vào đến cơ thể chúng ta nó còn giữ nguyên được cái hàm lượng như cũ hay không, và cái chất lượng nó như thế nào. Điều này khá là quan trọng. Và sau một thời gian người ta nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng hầu như rằng cái những cái sản phẩm thực vật khi vào trong cơ thể chúng ta đó thì những hàm lượng các chất quý báu đó hầu như đã bị giảm đáng kể. Thứ nhất á, là cái việc nuôi trồng cái sản phẩm thực vật đó thì sao ạ, là đôi khi nó không được tuân thủ theo quy định. Có thể người ta bón phân hóa học nhiều quá, hay là cái vùng đất nó nhiễm chất độc, hay là người ta bón phân bón hay là thuốc kích thích sinh trưởng, và làm như vậy thì sao, nó phá hủy đi chất dinh dưỡng cần thiết có trong cái thực phẩm thực vật đó. Rồi cái giai đoạn 2 là cái chỗ mà thu hoạch nè, chỗ mà vận chuyển rồi bảo quản, nếu như không đúng cách thì nó cũng dẫn đến là gì ạ, hao hụt các chất dinh dưỡng cũng như là các chất cần thiết có trong cái thực phẩm thực vật. Một cái bước thứ ba đó, nó thuộc về các bà nội trợ, tức là khi chúng ta mua một cái sản thực phẩm thực vật đem về nhà thì chúng ta lại chuyển qua giai đoạn sơ chế, hoặc là việc nấu ăn nó quá chín và nó quá kỹ thì nó dẫn đến là sao, hao hụt những cái chất cần thiết có trong cái thực phẩm thực vật, đặc biệt là những cái loại vitamin tăng trong nước, ví dụ như là vitamin C, vitamin nhóm B hay là một số cái khoáng chất cần thiết khác thì cũng trôi theo dòng nước, hay là bay hơi đi, hay là bị phân hủy trong quá trình chúng ta bảo quản không đúng cách. Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng là chúng ta phải ưu tiên sử dụng các thực phẩm, các sản phẩm thực vật ở dạng tươi sống. Thì như vậy sao, là những cái chất mà quý báu có trong thực vật á, chúng ta sử dụng cách triệt để hơn. Tuy nhiên vì những lý do mà chúng ta vừa nêu trên, khi nó vào trong cơ thể chúng ta thì nó bị hao hụt khá là nhiều phần. Do đó chúng ta đôi khi chúng ta có thể là bổ sung thêm những cái chất mà có trong thực vật đó bằng những cái sản phẩm, ví dụ như là thực phẩm bổ sung hay là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đúng không nào? Trích mà những thực phẩm đó là người ta đã trích xuất những cái chất quý báu từ trong thực vật và chúng ta dùng cho cơ thể để bổ sung những cái thiếu thốn trong quá trình ta sử dụng sản phẩm. Thưa quý vị, qua những chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ rút ra được cho mình thông điệp, đó là vitamin khoáng chất sẽ rất cần thiết cho sức khỏe của con người, được bổ sung thông qua những cái loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Và nếu như chúng ta có thể cung cấp hàng ngày cho bữa ăn của mình thì quá tốt, còn không thì chúng ta cũng có thể bổ sung cho cơ thể của mình thông qua những cái sản phẩm có chứa những cái thành phần an toàn và hiển nhiên là phù hợp với sức khỏe của chúng ta. Và quý vị cũng hãy trở thành những nhà trần lượng thật là thông thái để bữa ăn hàng ngày hay những loại thực phẩm, sản phẩm mà quý vị đưa vào cơ thể của mình sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của cơ thể tốt nhất quý vị nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Bác sĩ của bạn vào sáng ngày mai. Xin chào. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, không dễ để bổ sung đa dạng dưỡng chất cho cơ thể. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X cung cấp 12 vitamin, 10 khoáng chất và dưỡng chất từ thực vật, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, chủ động sống khỏe mỗi ngày. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.